Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái tính năng nổi bật của chiếc bóp VTV Cap On được tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam chính thức ra mắt trên thị trường hiện nay. Một tính năng khá là hay của chiếc hộp truyền hình TV Box VTV Cap On đó là tính năng tìm kiếm bằng giọng nói, giúp các bạn có thể mở nhanh những cái kênh TV truyền hình phổ biến, hoặc là các bạn có thể tìm kiếm Google bằng giọng nói, hoặc là search những video trên YouTube. Để sử dụng được tính năng tìm kiếm bằng giọng nói trên chiếc hộp truyền hình TV Box VTV Cap On thì các bạn có thể mua thêm một chiếc chuột bay tìm kiếm bằng giọng nói NMF A2F HTV7. Thế thì coi như là ý là mày thắc đố em là con vui cho họ ghét đúng không? VTV3. Năm mới thôi, riêng cái sự hài hước thì bản thân cả Duy và Triệu thì tất cả mọi người đều quen với hình ảnh hai đứa đó. Mở VTV7. Là bao nhiêu con ạ? Các bạn có thể mở nhanh những cái kênh truyền hình phổ biến thông qua cái remote chuột bay NMS này, chỉ bằng một nút chạm ở trên màn hình như thế này. Các bạn chạm vào đây và mình nói mở VTV1. Tây thôi. Ngoài ra khi các bạn sử dụng chiếc chuột bay NMS, khi nhấn phím Voice một chạm ở trên chiếc chuột bay này, các bạn có thể tìm kiếm nhanh từ màn hình chính. Bạn chỉ cần bấm phím Voice, mình tìm kiếm ra video từ YouTube, video 4K. Phim 4K. Karaoke bạc phận. Thêm vào đó các bạn có thể tìm kiếm bằng giọng nói trên Google Voice như thế này. Phim mới .net. Trường Giang. Ok, vừa rồi là mình đã trải nghiệm những cái tính năng của chiếc VTV Cap On đối với những người lớn tuổi hoặc là những anh chị có con nhỏ và muốn chọn những chiếc bóp dễ sử dụng đối với mọi lứa tuổi thì các bạn có thể chọn chiếc VTV Cap tích hợp rất là nhiều kho ứng dụng giải trí, có thể thao, truyền hình, tin tức, kênh dành cho thiếu nhi, âm nhạc. Ngoài ra thì với bộ nhớ 16GB thì chiếc VTV Cap On hỗ trợ cài đặt đầy đủ các ứng dụng cho các bạn, có thể chơi game, nghe nhạc, xem phim, giải trí trên dịp web, tính năng tiện lợi tìm kiếm bằng giọng nói để cho các bạn có thể tìm kiếm dễ dàng và sử dụng. Nếu anh chị nào đang quan tâm đến chiếc VTV Cap On bản quyền này thì mình có thể nhấn vào link mô tả ở bên dưới để xem chi tiết về thông tin sản phẩm cũng như giá bán của sản phẩm. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh của Hiếu Hiền để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất nhé.